Trước thềm năm mới 2013, hai vùng đất biên giới nghèo khó của tỉnh Quảng Bình, nơi có đồng bào các dân tộc Ru, Vân Kiều, Khùa, Mày, đều được hưởng chung một niềm vui, đó là được về trong những ngôi nhà mới. Thành quả này có được nhờ sự chung tay chia sẻ, sự quan tâm và đồng hành của những người lính mang quân hàm xanh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và các nhà hảo tâm. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại các bản làng dẻo cao ở Minh Hóa, Quảng Bình trong những ngày giáp Tết này. Xuân này, người dân ở bản Cai đã có thêm một niềm vui mới, một niềm vui hết sức thiết thực và phấn khởi, đó là được sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan ban ngành. 15 căn nhà đại đoàn kết vừa xây dựng xong sẽ là nơi ở trú ẩn, an toàn và hiệu quả để người dân phát triển sản xuất ở nơi chốn biên cương rẻo cao Minh Hóa, Quảng Bình. Cùng chung niềm vui với 33 hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều ở bản Làng Ho, là 15 hộ gia đình dân tộc Mày, Khùa ở bản Ca Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, khi họ cũng được chuyển vào ở trong những ngôi nhà mới những ngày giáp Tết này. Đây là thành quả của sự quan tâm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam hỗ trợ để xây dựng 15 căn nhà kiên cố cho các hộ dân ở bản Ca Ai và các bản làng trên biên giới của tỉnh Quảng Bình. Với cái tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ đồn Cha Lo, cùng với sự chỉ đạo tích cực của Đảng ủy Bộ Nhân tỉnh, thì các căn nhà tình nghĩa đã hoàn thành đúng tiến độ. Và trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ thì đơn vị lại tiến hành làm công tác bảo vệ địa bàn, rồi xuống ăn Tết cùng bà con, động viên bà con vui xuân đón Tết. Và cũng theo kế hoạch của tỉnh thì đầu năm 2013 thì đơn vị tích cực tham mưu cho các cấp triển khai khởi công cái công trình lúa nước tại bản Ca Ai với diện tích khoảng cỡ 5 hecta nhằm giúp cho bà con trong việc làm ăn để nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Như vậy, nhưng ngày giáp Tết Nguyên đán này, 48 hộ dân ở hai bản Làng Ho, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy và bản Ca Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa đã được chuyển vào ở trong những ngôi nhà mới. Cùng trong lễ bàn giao nhà mới, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo Quảng Bình cùng chi cục hải quan cửa khẩu Cha Lo đã vận động cán bộ trong đơn vị ủng hộ cho mỗi gia đình một tấm chăn ấm và gạo nếp đón Tết. Những hành động thiết thực ấy đã giúp đồng bào nơi đây cảm thấy ấm áp hơn trong căn nhà của chính mình. Trước đây thì bà con chúng tôi thì mái tranh vách nữa thôi, năm mới nó ọp ẹp như vậy, nhưng mà hôm nay thì đại thể là được cái nhà khang trang như thế này. Thì bản thân tôi cũng thay mặt cho bà con không có gì nói hơn nữa là rất cảm ơn Đảng. Bản Ca Ai có tổng số 67 hộ với 319 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc Mày, Khùa. Đời sống của đồng bào dựa vào nương rẫy và phụ thuộc hoàn toàn với thời tiết. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, dân bản Ca Ai đã có hệ thống đường giao thông, trường học, điện sáng, nước sạch. Đồng bào được trợ cấp gạo trong những đợt giáp Tết theo nghị định 30A. Đặc biệt, với sự giúp đỡ của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, người dân đã biết trồng cây lúa nước đúng cách, biết chăn nuôi hiệu quả. Nhiều hộ dân đã tích cực vươn lên làm kinh tế, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, tạo nên một diện mạo mới, một sức sống mới.